Kính thưa quý vị, Yemen đã làm đám tang cho phi hành đoàn trực thăng tử thương trong ngày hôm nay. Theo tin từ Sana, hôm nay Yemen đã làm đám tang cho những dân quân tử thương trong ngày hôm qua. Ít nhất 9 dân quân tử thương khi người bộ tộc bắn rơi chiếc trực thăng của họ ở miền Trung. Chính phủ Yemen đang khó khăn đối phó với các vụ tấn công đường ống dẫn dầu của người bộ tộc vì đòi quyền lợi cá nhân hay đòi chính phủ trả tự do cho thân nhân. Bộ trưởng Quốc phòng Mohammed Nasser Ali tuyên bố sẽ cứng rắn đối với dân quân bộ tộc. Một nguồn tin quân sự cho biết trong số dân quân tử thương có một thiếu tướng chỉ huy một trung đoàn và 6 binh sĩ tùy tùng. Chiếc trực thăng có 2 phi công đã bị bắn hạ trong tỉnh Marib.